Chiều 8 tháng 5, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Chư Bông tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong. Ông TDH, 58 tuổi, nguyên chi cục trưởng chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Bông tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 7 tháng 5, gia đình không thấy ông H về nhà nên tới trụ sở chi cục thi hành án dân sự huyện Chư Bông để tìm. Khi đến khu vực nhà xe của cơ quan ông H thì người thân hốt hoảng phát hiện ông H tử vong trong tư thế treo cổ. Trước đó, ông H có quyết định nghỉ hưu từ ngày 28 tháng 4 theo nguyện vọng cá nhân. Những ngày gần đây, ông H thường xuyên đến cơ quan để bàn giao công việc và đã xảy ra sự việc. Chiều 8 tháng 5, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vào sáng cùng ngày trên quốc lộ 1A tại km 879 850 thuộc thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng 8 tháng 5, ông Tê, 32 tuổi, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, điều khiển xe ô tô 7 chỗ 75A26146 lưu thông theo hướng Huế, Đà Nẵng, thì va chạm với chiếc xe đạp do em VT ở xã Phú Gia điều khiển khi đang chở theo em K, đều là học sinh của trường trung học cơ sở Lộc Tiến vừa mới tan học. Vụ va chạm đã khiến hai em học sinh bị thương, trong đó VT bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ cũng bị lật nghiêng, phần kính ở mặt trước xe bị vỡ, riêng chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng. Tài xế ô tô cùng 5 người đi trên cùng xe bị thương nhẹ. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Đoàn Thanh Phương, sinh 1984, ngụ thành phố Thủ Đức, là cựu thiếu tá điều tra viên sơ cấp công an thành phố Thủ Đức, mức án 7 năm 6 tháng tù về tội giả mạo trong công tác. Theo cáo trạng, Phương vào thời điểm là cán bộ điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9, nay là thành phố Thủ Đức, khi được phân công xác minh nguồn tin về tội phạm liên quan đến Đào Anh Tuấn có hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra ở phường Phú Hữu, quận 9, do công an quận 3 chuyển đến. Phương lại không chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân quận 9 mà cất hồ sơ đi, khiến các quyết định không được chuyển đến Viện Kiểm sát Nhân dân quận 9 theo quy định. Đến khi cán bộ tổ truy nã đội cảnh sát hình sự công an quận 9 yêu cầu Đoàn Thanh Phương cung cấp quyết định truy nã để đi bắt Tuấn, thì Phương cắt và dán chữ ký của ông Quách Thắng, phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 9 để làm giả quyết định truy nã. Tiếp đó, Phương tiếp tục tẩy xóa làm giả các quyết định phê chuẩn lệnh tạm giam, làm giả quyết định gia hạn tạm giam của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức đối với Đào Anh Tuấn. Theo kết luận điều tra, động cơ của việc Phương giả mạo 7 văn bản tố tụng là do khi phát hiện hồ sơ vụ án Đào Anh Tuấn không chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân quận, Phương không thể khắc phục được vi phạm do Viện Kiểm sát Nhân dân quận 9 sáp nhập vào Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thủ Đức. Phương làm giả các lệnh quyết định nhằm che giấu hành vi phạm tội, trốn tránh trách nhiệm cá nhân. Khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 5, thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu ở tỉnh Đồng Nai có mưa lớn kèm theo gió to. Sau hơn 1 giờ mưa nặng hạt, các tuyến đường như Đồng Khởi, quốc lộ 1, công viên 30 tháng 4, Nguyễn Ái Quốc chìm trong biển nước. Các phương tiện bị bõm di chuyển, một số xe bị chết máy buộc phải giặt bộ. Tại phường Bình Đa, Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa còn xuất hiện mưa đá. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đo được ở thành phố Biên Hòa là 54mm, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú là 28mm. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, nhờ cơn mưa này cộng với trời nhiều mây nên nhiệt độ đo được ở các địa phương tại Đồng Nai đồng loạt giảm, độ ẩm không khí cũng tăng từ 32% lên 43% và dự kiến trong 24 đến 48 giờ tới, nắng nóng tiếp tục giảm dần trên toàn tỉnh Đồng Nai. Ngày 8 tháng 5, một vụ sạt lở xảy ra tại bờ sông Cần Thơ khiến 7 căn nhà của người dân bị sụp xuống sông vào sáng sớm cùng ngày tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, thuộc đoạn sông Cần Thơ. Ngay khi phát hiện có dấu hiệu sạt lở, người dân đã hô hoán báo động để chạy ra khỏi nhà, nên may mắn không có thương vong về người. Tuy nhiên, 7 căn nhà của người dân tại khu vực sạt lở đã bị thiệt hại, trong đó một số căn nhà gần như bị hà bá nuốt chửng, nhiều tài sản của người dân trôi tuột xuống sông, chiều dài điểm sạt lở khoảng 50m. Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền cho biết, địa phương đã điều động nhiều lực lượng khoảng 150 người đến giúp người dân di dời tài sản, ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 10 tỷ đồng. Chiều 8 tháng 5, Trung tá Hoàng Bách Tùng, đồn trưởng đồn biên phòng Triệu Vân cho biết, đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người chồng còn mất tích khi đánh cá trên biển. Theo đó, sáng 8 tháng 5, đồn biên phòng Triệu Vân nhận được tin báo thuyền của vợ chồng ông Nguyễn Đức Toan, 53 tuổi và bà Nguyễn Thị Toán, 45 tuổi cùng trú tại thôn Quang Hà, xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An, huyện Triệu Phong, cách bờ khoảng 100m, từ ngày 7 tháng 5 đến nay chưa về.
Khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện thuyền cá của hai vợ chồng bị trôi dạt cách bờ kè cảng cá Cửa Việt, huyện Gio Linh khoảng 30 mét. Trên thuyền không có người. Sau khi huy động các lực lượng tiến hành tìm kiếm, đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể bà Nguyễn Thị Toán về cảng cá Nam Cửa Việt. Còn người chồng thì vẫn đang tiếp tục triển khai tìm kiếm.